Theo thống kê của Hiệp hội Sản phụ khoa Thế giới FICO, năm 2015 có tới 16% tổng số phụ nữ mang thai mắc tiểu đường thai kỳ. Trong đó, tại Việt Nam, cứ 5 thai phụ thì có 1 người mắc tiểu đường thai kỳ. Đây là sát thủ thầm lặng gây nguy hiểm tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Mà nguyên nhân chính là do chế độ ăn của các bà bầu chưa khoa học dẫn đến nỗi lo tăng cân ở mẹ mà không tăng cân ở con. Mẹ có thể phòng tránh tiểu đường thai kỳ bằng cách tăng cường vận động và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý theo lời khuyên của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng. Để phòng tránh tiểu đường thai kỳ, mẹ bầu nên chọn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, tăng cường thêm rau củ, các loại hạt, cá các loại, v.v. Tiếp theo, mẹ bầu nên hạn chế chất béo xấu và chọn các loại chất béo tốt dễ hấp thu như dầu ô liu. Sản phẩm Metabom mới với công thức ít ngọt, giảm béo, dễ hấp thu, mang lại giải pháp dinh dưỡng phù hợp, giúp chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai và cho con bú. Công thức giảm đường với hệ đường có chỉ số đường huyết thấp giúp đảm bảo vị sữa ngọt vừa, thanh mát mà không làm tăng đường đột ngột trong máu, tạo cảm giác no lâu và giảm thèm ngọt. Với hệ dưỡng chất Totoro dễ hấp thu mới, kết hợp giữa vitamin K2, canxi từ tảo tự nhiên và tinh chất dầu ô liu giúp hấp thu tối đa canxi, hạn chế dư thừa, tránh táo bón cho mẹ bầu. Bằng việc sử dụng tinh chất dầu ô liu thay cho các chất béo thông thường, Metamom cung cấp đủ dinh dưỡng mà giúp mẹ kiểm soát cân nặng tốt hơn. Bên cạnh đó, Metamom bổ sung acid folic đáp ứng 100% khuyến nghị của Bộ Y tế, cùng với hàm lượng iốt cao, dầu choline, DHA, taurin, omega 3, omega 6 giúp hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và nhận thức của bào thai, phát triển thị giác của thai nhi. Với 3 hương vị thơm ngon cho mẹ bầu lựa chọn phù hợp với khẩu vị và hộp 10 gói 3 hương tiện lợi giúp mẹ đổi vị thường xuyên hoặc dễ dàng mang đi xa, Metamom mẹ mang bầu dàn tên.